Xin chào cả nhà. Quý vị đang xem một cái cảnh, đây là nhà của một bà cụ gần 90 tuổi nuôi một người con bị bại liệt, 61 tuổi sống một cái nơi hoang vu ớn lạnh. Thì đây là cái cảnh mà em Ẩn Hồng Nghĩa đang cùng những anh thợ tha từng viên gạch để vào cái nơi mà không có người qua lại này, để chuẩn bị em Ẩn Hồng Nghĩa sẽ xây cho hai mẹ con một căn nhà thật là to, thật là khang trang và sạch đẹp nha cô chú anh chị. Thì xin mời quý vị cùng em để theo dõi quá trình em vận chuyển những cái vật tư như thế nào, cũng như khó khăn như thế nào, cũng như chia sẻ cho quý vị những cảnh quê hương ở vùng quê ở Việt Nam để cho những cô chú anh chị xem. Thì ngay sau đây em xin mời cả nhà cùng Ẩn Hồng Nghĩa đi nha. Mến chào cô chú anh chị đến với kênh của em Ẩn Hồng Nghĩa. Thì quý vị khán giả hôm nay vật tư từ đang lên cho nhà của bà cụ nè cô chú anh chị, với chú Sắp bị có tật á. Thì vật tư lên trên đây là vô cùng khó khăn luôn, phải giao bằng được ghe hết cô chú anh chị. Thì sáng giờ quý vị thấy sáng giờ lên mới được có đống cát này thôi, cái đống bên đây là ngày qua đó, từ sáng giờ mà được có miếng cát này. Bây giờ em cũng theo chiếc ghe này để quý vị đi theo em đi lấy cửa, tại vì cái cửa sắt đồ á em để ngoài bìa, em để ngoài bìa xong rồi bây giờ em đi theo ghe để em đi lấy cửa nẻo sắt đồ ghi hình cho quý vị xem ha, rồi sẵn coi phong cảnh quê hương Việt Nam mình ở đây luôn. Bây giờ là mấy anh thợ anh cùng em để anh đi nè, đó đi theo đấy. Đó, cô chú anh chị, giờ cô chú anh chị cùng Ẩn Hồng Nghĩa đi lấy sắt đồ ha, lấy cửa nè. Giờ đây nhà của bà cụ sáng giờ lên được miếng cát rồi, nắng quá trời. Đó, bây giờ ghe nó ghe ngược ra, người thấy cái hoàn cảnh ở đây là hoang sơ hẻo lánh, quý vị thấy không có nhà cửa của ai hết. Đó, mấy mẹ con sống ở đây nè, nó thấy không, hoang sơ hẻo lánh. Em dựng cái chòi ngay chỗ nhỏ nhỏ này nè, cho hai mẹ con tối ra đó, cho hai mẹ con tối ra đó đó. Xa xa đó là có cái nhà quan, nhà bỏ quan rồi của chú chị để tối âm tùm. Cả nhà giờ chuẩn bị ra sông cái rồi nè, đang ghe ngược chuẩn bị đi qua mấy bên kia. Sáng giờ em cũng cho thợ cái chỗ này là để tiếp cận để vào được nhà của hai mẹ con thì vô cùng khó khăn luôn cả nhà ơi. Bên kia thì xa xa, bên kia thì người ta có đường. Quý vị thấy sông dòng cỏ đông nha cả nhà, cái gì cũng vậy. Đó, giờ em đi lấy cửa, lấy sắt cửa mà mua cho bà cụ. Rồi, chạy. Đây là sông Dạp Cỏ Đông nè quý vị khán giả. Dạp Cỏ Đông, Dạp Cỏ Tây á. Quá trời mát luôn cả nhà. Ngồi ngoài này hơi nước thôi. Nãy giờ tàu nó chạy nãy giờ. Quý vị thấy những cô bác nào sống ở hải ngoại á, ở Sài Gòn á, thì quý vị thấy ở cuộc sống ở miền quê yên tĩnh không? Thơ mộng không? Chạy qua tới cái cua bên kia, cái quẹo vô nữa mới tới. Hồi sáng này em Ẩn Hồng Nghĩa thì em cho xe tải người ta chạy tới ngoài này là hết đường rồi, chạy cặp theo đây chạy cặp không được, đường này không có chạy được.
sắp tới nè cô chú anh chị. Cái nhà ngay chỗ này là sáng em để nè, ở sân đất nhà này nè. Trong đây nè, sáu nhà yến, người ta nuôi yến đó cả nhà, đó yến nó bay vô á. Ồ, không biết có cái nhà cái chòi gì mà ở ngoài sông luôn, chìm xuống sông luôn hay là nhà để che xuồng ta, em cũng không hiểu nữa. Để quẹo vô trong đây nè. Đó, gạch em để hồi nãy sáng em để cuối đường ở chỗ này. Giờ quẹo vô. Sáng không có ai hết, em gửi nhà này nè cả nhà. Em gửi cái anh đó. Thôi giờ để em lên em chắc. Giác xi măng. Giác 100 bao chứ bộ. Giác xuống từ thùng rồi. Quay phim về để làm lại kỷ niệm. Vất vả hả chú? Gạch đó là gạch dán mặt tiền màu xanh ngọc. Ngày chú chở nhiều không chú? Cũng ngày chở mưa gió, chở ngày hai chuyến, tranh thủ hai chuyến. Chiều mưa gió. Dạ. Cực. Để anh chất hết gạch cái con lên con phụ khiên cửa. Khiên cửa để chỗ... thải ba sắt xuống trước đi. Dạ. Rồi khiên cửa để lên. Rồi. Nên đó tranh thủ tôi còn về. Về dưới cái chiều của chợ chiến nào nữa không? Hả? Chiều có chở chuyến nào nữa không? Về coi không biết trên nhà có lãnh ai nữa, không biết. Chiều nước này vẫn giật ra nên lục bình vẫn chảy ngược ra nè. Nước rồng nó chảy ngược ra ngoài sóc cái ha. Cô chú anh chị, nãy giờ cũng chắc lên hết rồi. Giờ chở như nhà một khuya nè. Quý vị thấy vất vả không? Thì cô chú anh chị khán giả thân mến, nãy giờ quý vị cũng thấy em cùng những anh thợ đã tha những viên gạch cũng như là những cái cánh cửa sắt để đem lên cho bà cụ 88 tuổi sống chung với một người con 61 tuổi bị bại liệt. Thì quý vị thấy cái quá trình mà vận chuyển vô vô cùng vất vả. Quý vị thấy em đặt tiêu đề cũng là sống một cái nơi hoang vu ớn lạnh ít người á, thì quý vị cũng đã thấy rồi. Thì một lần nữa em xin chân thành nè cảm ơn quý vị khán giả đã dành ít phút ra để theo dõi cái video này của em ở Hồng Nghĩa. Nếu cô chú anh chị nào thương yêu em thì nhớ cho em một like và chia sẻ cùng mọi người cùng xem quá trình em sẽ xây dựng cái nhà thật là to, thật là khang trang và đẹp cho hai mẹ con này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều.